Đây là khu vực phía ngoài cổng Lứa Bà Đen Tây Ninh. Kia là những cái mô hình bằng hoa, trồng rất là nhiều hoa, trời thật là nắng. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị đang đến với kênh Diệu Tú Vlog. Kính chúc quý ông bà cô chú anh chị luôn được nhiều sức khỏe. Tú đang ngồi trên cáp treo để đi lên chùa hang ở núi Bà Đen, Tây Ninh. Sau khi ngồi cáp treo một quãng đường thì cũng đã dừng tại nhà ga khu vực chùa hang. Mình đi khỏi khu vực nhà ga và đi lên những bậc thang này, rất là đông người đi đến viếng núi Bà Tây Ninh. Mình đã đến chùa Long Sơn Linh Châu hay còn gọi là chùa hang. Nơi đây thờ Linh Sơn Thánh Mẫu hay còn gọi là Bà Đen. Với sự linh thiêng nơi đây thì khách thập phương ở khắp mọi miền, khắp nơi đã đến viếng bà, cúng lễ và cầu nguyện. Trong đây là điện thờ bà Linh Sơn Thánh Mẫu, rất đông khách du khách vào đây để cúng lễ, cầu nguyện và xin lộc, xin keo. Mình đi ra phía ngoài, phía bên hông chùa bà thì đây là nơi thờ chiến sĩ đã hy sinh, được thờ ở đây. Và đây, trong đây là cái bên cũng là một cái miếu sơn thần. Nơi đây thờ rất nhiều tượng Phật và tượng Quan Công, tượng Thần Tài Thổ Địa. Lối đi vào rất nhỏ hẹp, dưới phía bên trên là những tảng đá rất lớn. Con này à, đừng vô sâu đó con, thấy được rồi. Rồi xá Phật, xá bà đó, được rồi, vô đây. Và bây giờ Diệu Tú đi qua khu vực điện bà, nơi thờ rất nhiều vị Phật như Phật Thích Ca, Quan Âm, Địa Tạng theo trường phái Bắc Tông. Ở những khu vực nào trên núi thì cũng rất là đông du khách đến cúng viếng. Theo như Diệu Tú thấy, đi ngày thường hoặc chủ hoặc ngày lễ thì núi Bà Đen lúc nào cũng đông khách, những ngày lễ thì càng đông hơn nữa. Mặc dù trời rất là nắng. Đây là khu vực Đại Hồng Chung, mọi người đang ngồi dưới đây để tĩnh tâm và đọc kinh cầu nguyện. Tôi ăn kem, uống nước ngọt à, không ăn kem đâu. Sau khi đã cúng viếng nơi khu vực chùa hang và điện bà thì bây giờ Diệu Tú đi ra ngoài và đi lên cáp treo. Để từ cáp treo mình sẽ đi lên đỉnh núi nơi có thờ Phật Tây Bồ Đà Sơn. Trời rất là nắng, nắng cực kỳ nắng gắt luôn. Với cái nắng ở Tây Ninh thì rất là nóng luôn. Mình đi qua cũng một đoạn đường cũng khoảng mấy trăm mét. Ai sống trực tiếp với Diễm. À, đoạn đường này đi đến nhà ga của cáp treo được tập đoàn Sun World làm rất là đẹp. Nhìn từ xa, phóng tầm mắt nhìn xa, mình nhìn xuống dưới như một cái màn sương mờ ảo, nhưng mà thật sự là trời giữa trưa đang rất là nắng luôn. Đó, đã tới nhà ga của cáp treo Hòa Đồng. Thank you.
Đây là khu vực phía ngoài gần nhà ga cáp treo, quang cảnh cũng rất là khá đẹp, mọi người đang tìm chỗ để chụp hình lưu lại kỷ niệm. Xin cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã xem video. Kính chúc quý ông bà cô chú anh chị luôn được nhiều sức khỏe. Xin cho dì Tú một lượt đăng ký và chia sẻ để dì Tú có động lực làm những video tiếp theo. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.